Hello. Bye. Năm thế giới dành một ngày để tôn vinh những người nữ. Đó là ngày 8 tháng 3. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên người nữ đầu tiên, đó là Eva, để giúp đỡ Adam. Trong Kinh Thánh có rất nhiều những tấm gương và những người nữ tuyệt vời, như là Ruth, Rahab, Esther, hay là Mary, và còn nhiều nữa. Nếu không có phụ nữ thì thế giới sẽ mất đi 1/2 dân số. Một số cửa hàng sẽ phá sản, như là mỹ phẩm, váy và bánh tráng. Còn đối với đàn ông thì sao? Chả thèm chả chuốt cạo râu hay mặt đẹp, không cần duyên dáng. Và hơn hết là bạn sẽ rất buồn. Các bạn nam nói gì về sự quan trọng của phụ nữ? Đối với cái quan điểm của riêng mình nhé, thì người phụ nữ đóng một vai trò hết sức là quan trọng đối với người đàn ông. Nó bao gồm tất cả những cái mặt của xã hội, như là kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng hay là xã hội nhân sinh. Ví dụ như về kinh tế đi, thì nói đến kinh tế thì người phụ nữ giống như một cái ngân hàng của người đàn ông. Một cái ngân hàng mà bỏ vào thì rất là dễ, nhưng mà rút ra thì rất khó. Theo mình, người phụ nữ là chủ dự tinh thần cho người đàn ông, cùng chia sẻ những buồn vui và cũng như là người hùng lực để cho người đàn ông tiến đến bước thành công của mình trong cuộc sống. Người phụ nữ rất là quan trọng. Mọi thứ qua tay phụ nữ, như ở nhà nè, thì người phụ nữ luôn đứng sau thành công của người đàn ông. Đó là câu nói nhân gian. Về chính trị thì nếu như người đàn ông là một vị vua, hoàng thượng, thì người phụ nữ rất là dịu dàng, giống như là thái hoàng thái hậu. Người nữ không chỉ giúp đỡ người nam trong công việc mà còn là động lực, tình yêu và mang đến những màu sắc trong cuộc sống, giúp người nam đạt đến những thành công trong tương lai. Bạn nữ tuyệt vời trong mắt các bạn nam là có phải thực sự yêu thương Chúa và có đức tin mình là biết yêu thương cha mẹ chồng như là cha mẹ mình. Yêu thương một người bình thường không, không cần nhiều đâu. Là người biết quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ mọi người xung quanh. Không cần phải xinh, chỉ cần đẹp là được. Mà được Chúa biến đổi. Người đó phải ngon, hiền, đảm đang, tin tưởng mình. Nhạy bén trong ứng xử với mọi người. Phụ nữ thật là quan trọng phải không các bạn? Mình lắng nghe những lời chúc từ các bạn nam nhé. Xin chào các bạn, nhân ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ tin lành. Mình xin chúc các bạn nữ sẽ ngày càng đẹp hơn. Và trong việc làm thì mọi việc ngày càng tiến tới. Và trong công việc học, nếu các bạn nào còn đi học thì công việc học luôn suôn sẻ và luôn đạt những kết quả tốt. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay cũng gần đến ngày 8 tháng 3, mình có lời chúc cho các bạn nữ có một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ và hạnh phúc với gia đình cũng như tình yêu của mình. Chúc tất cả các bạn nữ, các bạn phụ nữ có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, ngày càng xinh đẹp, thành công trong công việc. Chúc các bạn bất niên dài lão, thọ tỷ năm sơ, và điều quan trọng là tìm được một nữ thật sự hoàn hảo. Không cần thiết phải hoàn hảo như mình, nhưng được tầm khoảng 67% là tuyệt vời. Chúc các bạn một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ, hạnh phúc. Cũng như chúng tôi cũng sẽ đại diện cho những anh nam để gửi lời cảm ơn đến cho các bạn vì đã cùng đồng hành chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Và hy vọng trong những thời gian sắp tới thì các bạn sẽ tiếp tục ở cùng với chúng tôi trong những chặng đường khó khăn, những chặng đường gian nan. Và chúng tôi tin chắc rằng để có các bạn ở cùng với chúng tôi thì chúng tôi sẽ có những sự can đảm và cái những sự mạnh mẽ nhất định để chúng tôi sẽ bước qua những khó khăn đó. Cảm ơn các bạn. Vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và người thân. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.